thì cái yếu điểm của Array, ArrayList giúp khắc phục nhược điểm nêu trên của mảng. ArrayList có thể được xem như là một mảng, nó cũng là mảng thôi, nhưng mà mảng nó hay cho mảng động. Mảng động là muốn thêm như thêm đó, hay trong đó có thể thêm bớt, có thể thêm bớt các phần tử một cách mềm dẻo. Nó thêm phần tử vô cũng dễ, mà nó xóa phần tử ra cũng rất là dễ. ArrayList còn cho phép thực hiện các phép toán tập hợp như là hợp rồi giao rồi hiệu vân vân, tức là tập hợp này trừ tập hợp kia đó, vân vân. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo một cái ArrayList nha, tạo một cái ArrayList như thế này. Rồi quý vị coi cú pháp của nó thì nó tạo cũng dễ, nó tạo rất là bình thường thôi. Rồi nó viết cái nè, ArrayList. Rồi đặt tên A bằng new ArrayList. Chỗ này quý vị có thể quất 5, tức là có 5 phần tử. Ở đây khoan, sau khi mình viết ArrayList xong này nha quý vị, nhớ đưa vô ứng dụng cái đây nè, để nhúng cái thư viện, còn không nhấn gì, Alt Enter, để cho nó import cái thư viện, import cái thư viện tên là java.ut.arraylist nè, thấy chưa, nhúng thư viện vô. Rồi thì nếu mà mình viết cái này, ArrayList A bằng ArrayList 5, tức là mình có 5 phần tử, vậy cũng dở, bỏ phức luôn. Rồi, ArrayList A bằng ArrayList, muốn chứa nhiều chưa, chịu chưa, muốn chứa nhiều chưa. Rồi mình cứ để cái mảng ở đây đi nha. Rồi mình sửa thành B đi. Rồi ArrayList B bằng new ArrayList. Rồi muốn chứa nhiều chứa nha, muốn chứa nhiều chứa rất là thoải mái. Rồi sau đó mình thêm vô nè, mình thêm vô thì thằng này nó không có cái trò là A thứ 0, A thứ 1, A thứ 2, mà nó chơi rồi nè, B chấm add, add tức là thêm một phần tử vô. Rồi cái này thứ không đó, nó thêm cái là thứ không, b chấm f thứ một đó, thứ hai không, một hai, mình có ba phần tử. Index vẫn là không, một hai ba nha, index vẫn là không, vẫn có index như thường, nhưng mà cách nó viết vậy đó. Ok, chịu không? Rồi ở đây quý vị có để ý thêm một cái chuyện nữa, nó cũng dã man lắm, b chấm f 5, b chấm ẹt 3.5. ôi giời ơi, vô láng hết. Array là không có chuyện đó rồi nha, array là chuỗi, là chuỗi đúng không? Rồi giờ mình thử nè, a thứ 2 rồi bằng 9 rồi, nó lỗi liền, thấy không? Đó, array list cỡ nào cũng vô hết, còn array là không được. Array mà mình tạo ra, array là kiểu trim thì chỉ có trim thôi. Còn ArrayList muốn add vô cái gì add, chịu chưa, muốn add vô cái gì add. Ok, ok không? Rồi bây giờ mình lấy ra thử đó nha, lấy ra thì bây giờ mình có cái hàm lấy ra, cái hàm lấy ra là chấm get, được chưa, add là thêm vô, get là lấy ra. Đó. Rồi ví dụ mình ghi là cái gì, tôi mở lum vậy. Rồi ví dụ chin is bằng b chấm get thứ mấy, index vẫn là không, 1 2 3 4, đâm ra mình muốn lấy mình get thứ không đó, thấy chưa. Nhưng mà viết vậy nó lỗi là tại sao biết không? ArrayList này nè, nghe kỹ, ArrayList này nè, mình viết kiểu này là nó chứa được đối tượng, tức là cái gì cũng được, chuỗi cũng được, mà số cũng được, mà sinh viên cũng được, mà hình chữ nhật cũng được, thậm chí con chó con mèo dạng tiêu láng đó. Đâm ra đến chừng mình lấy ra đó, quý vị để ý, mình lấy ra mình viết cái hàm ghép nè, chấm ghép, nó trả về cái gì, nó trả về object, tức là nó trả về đối tượng, tại vì nó ép cái gì vô cũng được nên nó lấy ra một cái chung là cái đối tượng. Đâm ra mình muốn ghép chỗ này, mình ghép thứ không thì mình muốn đưa về trim thì mình phải ép kiểu, ví dụ được không? Hoặc là lấy cái thằng 0, 1, 2, 3, thằng thứ ba là b chấm get thứ ba, rồi mình đưa nó vô integer, đó thì nó lỗi tại sao? Mở ngoặc, mở ngoặc integer đóng ngoặc này nó chưa chịu nữa, tại vì nó phải ép về đối tượng integer thì mới được. Y như là viết vậy nè, integer đó, ủa vẫn chưa chịu luôn.
chơi kì vậy. À, thằng quỷ này là nó không có chơi biến, thằng Array này nó không có chơi biến mà nó chơi bằng đối tượng hết. Đâm ra là muốn lấy cái này là phải ghi cái chỗ này là integer luôn. À, ít nó trùng tên hả? Ủa vậy mình ghi bình thường được không? Ờ, à, được luôn, được luôn. Lấy ra đối tượng, chỗ này phải đối tượng nhưng mà đưa về integer chỗ này được. Nó không cho, nó cho. Nó cho không sao hết. Rồi, chịu chưa? Lấy ra cái ép kiểu. Ok ha. Rồi. Rồi nè, nó là nè ha. Tạo lại list ra. Add vô cường, add vô true, add vô 1, add vô 2.5. Đến chừng lấy ra a.z thứ mấy. Rồi sau đó mình phải ép kiểu về, mình mới đưa cho cái biến. Nhớ là ép kiểu cho đúng nha, quý vị sao lá nó là nó cắn lưỡi luôn á. Ví dụ như bây giờ nó đang là a thứ thứ 0 là hello đúng không? Bây giờ quý vị viết vậy nè, get thứ 0. Lấy thằng hello ra, ép về integer. Nhìn thì nó không lỗi nhưng mà chạy nó lỗi. Đúng không? Nhìn thì không lỗi nha. Đó, chạy là nó lỗi liền. Lỗi liền tại sao? Hello làm sao mà ép về integer được mà ép, được chưa? Ví dụ viết chỗ này là số 0, 1, 2, 3, 3 thì được. Chạy bình thường. Nhớ nha, ép kiểu là cũng phải ép cho đúng á. Lấy ra, mình biết nó là loại gì, mình ép về đúng cái loại đó nha. Rồi. Rồi, array list nó khác. Rồi, tiếp theo mình có một cái khái niệm nữa là nó gọi là generate. Một khái niệm nữa gọi là generate. Rồi. Thì quý vị biết nè, quý vị biết là đối với dân lập trình á, khi mình add kiểu này nè, dân lập trình không có thích. Dân lập trình mà theo kiểu là tường minh, nó có cái khái niệm gọi là khai báo tường minh và khai báo không tường minh. Tùy ngôn ngữ nha, ví dụ quý vị đang học song song là một web phải không? Quý vị thấy web nó khai báo là sao? Và A bằng 5. Đúng không? Cái hồi A bằng hello. Cái hồi A bằng 3.5. Phải không? Bên web á. Ồ. Thì Java web là chứ bằng JavaScript phải không? JavaScript. Chưa học đúng không? Rồi chưa học thôi không? Cãi không sao. Tức là cái kỳ hạn khai báo không tường minh, tức là mình tạo ra cái biến. Mình không có chỉ kiểu. Mình muốn gán cái gì vô cũng được. Lúc thì gán integer, lúc thì gán float, lúc thì gán string. Thì gọi là khai báo không tường minh. Thì những thằng nó khai báo không tường minh, thí dụ như là JavaScript của web là không tường minh đó. À. Nhưng mà đối với lại cái nhánh mà lập trình ứng dụng, thí dụ như là Java, thí dụ như C#, những cái ngôn ngữ Java, C# là lập trình tường minh. Tường minh là lập trình rõ ràng. Integer là integer, float là float, chứ không có tùm lum tùm la nữa. Bởi vậy dân lập trình bên nhánh C# Java thì người ta không thích viết kiểu này. Người ta không thích viết kiểu này. À, tại sao? Tại vì á, lúc thì chuỗi, lúc thì số, đến chừng lấy ra không biết lấy kiểu gì. Đâm ra đối với lại dân C# Java người ta viết vậy nè, người ta viết vậy, nhìn ra đấy nha. Array list. Rồi, bình thường đúng không? C bằng new array list. Rồi, sau đó ngay cái chỗ này nè quý vị, ngay cái chỗ này nè, người ta mở nhỏ, người ta viết cái kiểu nó vô, ví dụ như là string. Đóng nhỏ. Chỗ này người ta sẽ viết thêm chữ chin. Đóng nhỏ. Thấy không? Thấy cú pháp nó không? Rồi yên tâm, thằng C này là một array list kiểu chin. Luôn luôn là chin, đưa vô là chin, đưa số nó lỗi. C chả mẹ. À, đưa chuỗi vô đi. Ok, không sao hết. C chả mẹ. Đưa số vô. À, lỗi liền. Ok, ok không? Vậy thì sao? Cái này quá đẹp đúng không? Quá đẹp. Xài cái này đi nha. Cái kiểu kia mắc công lắm, kiểu này đi. Mắc công là mắc công lấy ra là phải ép kiểu phiền phức lắm. Đó. Rồi, nó lỗi liền ha, nó lỗi liền. Thấy chưa? Rồi, phải ép đàng hoàng vô. Rồi, đến chừng lấy ra nè. Ghép, phải không? Ghép lấy ra. Rồi, lấy ra thứ 0. Rồi, xong. Khỏi ép, khỏi yếp gì hết. Đâm ra kiểu này là đẹp nè. Hiểu chưa? Kiểu này đẹp. Nha, nó có cái phần generate chỗ này. Ok, ok không? Gì không? Rồi.
là khi mà quý vị add analytics thì chỗ này phải là đối tượng, tức là chỗ này mà quý vị muốn mà in là nó không cho đó. Chỗ này phải là đối tượng, đối tượng chứ không được là biến bình thường. Train thì được nha, train tại vì train là đối tượng train đó. À, còn in là không được, bởi vì chỗ này là in là không được, float không được, double không được, mà phải là integer kiểu này nè. À, hoặc là float kiểu kiểu qua đó. À, hoặc là kiểu double. À, chịu không? Đó, là viết nguyên câu nó sẽ là vậy, ở đây chứ. À, thì đó. À, chịu chưa? Chứ trong này nó không có cho biến bình thường nha, biến in kiểu bình thường, kiểu kiểu biến nguyên thủy là không cho. Kiểu dữ liệu nguyên thủy là không cho. Rồi. Được chưa? Thì ở đây nó phân biệt cho mình nè, giữa array không có kiểu và array có kiểu nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau kiểu là array có array không định kiểu có thể chứa được phần tử bất kể loại gì, đúng không? In, float, cha, double gì đó cũng vô láng hết. Còn có định kiểu là phải chỉ định rõ ràng kiểu gì. Rồi, không có kiểu thì các phần tử trong array được đối xử như là một tập các đối tượng. Đối tượng thôi, đối tượng gì? Đối tượng đó có thể là đối tượng train, đối tượng integer, đối tượng con chó, đối tượng con gà, đối tượng con người gì đó, chung chung. Còn hàng này là sao? Khi truy xuất các phần tử không cần ép. Bởi vì cái chỗ này nè, đi mà lấy ra là phải ép kiểu nha. Khi mà truy xuất, đâm ra bây giờ truy xuất nó ra thì bây giờ không biết nó là con chó, con mèo, con gà hay là integer gì đó, đâm ra lấy ra là phải ép kiểu. Còn hàng này là lấy ra là không cần phải ép kiểu. Bởi vì cái cách viết mà có định kiểu, mặc dù nó bó hẹp lại cái dữ liệu của mình, bó hẹp lại cái kiểu, nhưng bù lại là nó rất là chặt chẽ, an toàn, rất là an toàn. Đâm ra khi mình xài là mình phải xài cái quỹ này, nhớ à, chứ không có xài cái kiểu mà ảo tả vậy, không nên chứ không phải là không được, không nên. Rồi, mà quý vị tưởng tượng là nó đã chứa được một integer thì nó có thể chứa được, ví dụ đây mình tạo ra một cái last mới, một cái Java class mới, ví dụ như là con chó, cái class con chó đó, ok không? Thì chỗ này mình viết nè, con chó e bằng new, thấy không? Tập hợp chó, nguyên đàn chó, ok chưa? Rồi. À, đó là mình lấy ra nè, lấy ra tính bơ, không có cần phải ép kiểu kiếp gì hết trơn á, rất là sướng ha. Rồi. Nè, chú ý. Sai nè, thấy không, cái chỗ này nè, đó. Là kiểu dữ liệu không phải kiểu nguyên thủy. À, không phải kiểu dữ liệu nguyên thủy mà phải là kiểu đối tượng. Rồi, xong chưa? Rồi, mình ngắt cái video này chứ không phải nó dài quá. Ủa này bước mấy rồi? 5 rồi. Rồi ok. Lên thứ 1 đâu trời. Không, mình lên thứ 1. Rồi. Vừa ấy 5. Rồi này là